Bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Lâm Tâm Như có hành động lạ với Hoắc Kiến Hoa trong ngày sinh nhật chồng. Kể từ khi Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa tổ chức hôn lễ tới thời điểm hiện tại đã được 5 năm. Các tin đồn ly hôn ly thân liên tục bủa vây cặp đôi. Mới đây Lâm Tâm Như gây bất ngờ với loạt bài đăng trên trang cá nhân, chúc mừng sinh nhật tuổi 42 của ông xã Hoắc Kiến Hoa. Ngôi sao Hoàn Châu cách cách khoe bánh sinh nhật cùng lời chúc ông xã. Chúc anh ngày nào cũng vui vẻ và hạnh phúc để tận hưởng từng giây từng phút. Mong anh luôn có thật nhiều sức khỏe để chứng kiến sự trưởng thành của con gái cưng. Bài đăng của Lâm Tâm Như trở thành chủ đề bình luận nổi bật trên mạng xã hội. Nhiều khán giả cho rằng cô gián tiếp phủ nhận tin đồn vợ chồng đoạn vợ âm ỉ nhiều năm qua. Các fan khen vợ chồng nữ diễn viên ngọt ngào, tình cảm và chúc họ hạnh phúc bên chặt. Lâm Tâm Như hơn chồng 3 tuổi, từng bị đồn mang thai trước để ép Hoắc Kiến Hoa kết hôn. Thậm chí sau khi kết hôn, cô còn khống chế sự phát triển của ông xã. Thậm chí trong một bộ phim mới nhất của Lâm Tâm Như, cô chỉ cho Hoắc Kiến Hoa xuất hiện chấp nhoang với vai phụ mờ nhạt. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho rằng sau khi kết hôn, tài tử Hoa Thiên Quốc không có nhiều tâm huyết cho sự nghiệp diễn xuất. Anh lui về muốn vun vén cho gia đình, chăm lo cho bé cá heo nhỏ. Đây là sự lựa chọn của cá nhân Hoắc Kiến Hoa, hoàn toàn không phải vì Lâm Tâm Như bắt ép kìm kẹm như những tin đồn chia sẻ trên mạng xã hội. Kể từ khi hai người tổ chức hôn lễ, tới thời điểm hiện tại đã được 5 năm, nhưng các tin đồn ly hôn, ly thân liên tục bộ vây cặp đôi. Thế nhưng gia đình nhỏ ba người nhà mỹ nhân Hoàn Châu Cách Cách vẫn đậm ấm và hạnh phúc đối diện với những tin đồn trên mạng xã hội. Cặp đôi giữ im lặng và không giải thích quá nhiều. bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo